Mến chào các bạn, hôm qua ngày 19 tháng 4 năm 2022 thì tòa án liên bang ở Florida đã phủ quyết cái quy định mà CDC đưa ra, đó là mọi người nên tiếp tục mang cái khẩu trang khi ở nơi công cộng hoặc là trên máy bay. Thì cái quyết định mà tòa án đưa ra đã nhiều người không thích và thích, nhưng dù sao đi nữa, nếu như mình cảm thấy đeo khẩu trang giúp đỡ cho mình, giúp ích cho mình tránh cái bệnh COVID-19 thì hãy tiếp tục mang, vì đây là quyền của mình. Nếu như mà mang thì họ khuyên rằng hãy mang cái loại mà y tá và bác sĩ họ xài, đó là N95, vì những loại khác thì cũng không có giúp ích được nhiều. Cho nên mình cứ nếu như cảm thấy giúp ích thì hãy tiếp tục mang cái COVID-19. Dù sao đi nữa, sau 2 năm đã mang khẩu trang, bây giờ bỏ đi thì cũng cảm thấy hơi lạ lạ, thì hãy tiếp tục mang. Dù sao đi nữa, cái bệnh dịch COVID-19 vẫn còn tăng ở Mỹ. Như hôm qua cái số ca bị nhiễm là khoảng 40.000, cho nên cái số bị nhiễm nó đã tăng cao. Cho nên nếu như mà mình cảm thấy cái khẩu trang mà giúp đỡ được mình thì hãy tiếp tục mang. Không những gì cái luật ban ra mà mình bỏ cái khẩu trang, thì hãy tiếp tục mang. Nếu như mình cảm thấy cái khẩu trang giúp ích cho cái sức khỏe của mình thì hãy tiếp tục mang. Dù sao đi nữa, cái đó là quyền của mình. Xin chia sẻ cái ý cùng các bạn. Chúc các bạn một ngày an lành. Xin chào.